Hai ngày em bán không được. Gì vậy? Thôi để tao qua. Có ngày nào không bán anh. Hôm qua bán không hết đó, nên nó có cô bị xin ủng hộ tiền lãi tiền vốn à, tiền lãi thôi cho chức 400.000 chức lời cũng 400 cho 400 đấy chức nghỉ để em gửi hình đi ra hôm qua 26 cho đâu xem cái gì vậy? Dạ đúng rồi, hôm qua like có 4 mấy thôi, hôm qua 100 chơi chiêu đã nha. Nó dẹp cặp cơm hai em trai nói chuyện cười xỉu và cảm ơn chị đó, tôi uống đi uống quốc phùng vô ăn no ăn ngủ nha, chặt đồ chứ đó lo chồng lắm nè, thấy trứng em ế quá trời không. Tạm biệt. Trời anh Cứu Nguyễn ơi, chiều like á đầy chất nghe. Nghe like anh suốt luôn buổi luôn á. Cảnh này nha Bảo. Ủa. Trời ơi, nè ngồi bên kia nè. Ôi dạ, ngồi bên kia kìa. Lo. Ôi, chắc ăn ghê quá, không có găng mà nhai ghê thiệt. Giới thiệu trứng em đi, nhậu hoài. Ông bỏ đi về, không làm ăn được gì nham dậu. Không có lông là thiệt, rồi. Vậy? Rồi. Dạ. Nghĩa là anh Lâm Bùi có hẹn gì cầm vô em để nhưng mà không có làm ăn gì được á, nhưng mà thấy gì cầm không có lông là thiệt rồi, ghê thiệt, căng quá rồi giá luôn rồi. Thôi gì xong rồi chào anh Trừng Lâm nha, con bị sữa luôn nha mày. Trời ơi, nói chuyện chồng chất ngọt cái gì trời. Trời ơi chẳng lẽ nhìn chồng mình nói chuyện người vợ khác cái gì chứ, chịu luôn hả? Ôi là trời ơi, chứ đóng ấy mà đụng má gặp tay mà chả mình chết ba liền á. Em bạn ơi có bực tội nha. Ê chứ ngay khô bò, cái mép môi ra mồ hôi luôn rồi kìa. Mô Phật. Ba căn hài luôn hay vậy. Dũng. Rồi nãy giờ bán được mấy trăm trứng rồi chứ. 60 trứng luôn. 60 trứng đứng luôn. Trời ơi ăn trứng không em mua kìa. Rồi. Nghe chưa? Em mua đem qua. Rồi. Tao chết tao đánh chết. Kìa. Cho mấy chiếc chồng. Mày qua đây cho tao gặp chúng. Cái gì vậy anh? Chồng. Cái gì? Đây. Má mày ngộ quá à. Cho mấy chiếc chồng. Phải không? Lai chất trứng 40, trứng 40, thịt muối 50, bắt cạo cái áo hỏi bà cầm nhậu được bao nhiêu lon bia để chị dắt bả đi nhậu nha dậu. Chị cầm được bao nhiêu lon bia cầm? 10 lon á chị đầu vỏ ơi. Nãy gì cầm làm hành động giúp quất trụ để đứng Nguyễn kìa. Trời ơi. Có bán dậu đẹp trai không? Rồi em có bán thân nha chị Trần Lam ơi, anh Trần Lam ơi. Kêu bà cầm giấy hiệu chứng đi. Chúc kênh của dậu có nhiều lượt đăng ký và like rồi, cảm ơn anh Trần Lam nha. Ai cho trả mình lên được không? Đi tốn 70k nhà nghỉ. Trời ơi là trời. Thiệt luôn á anh Lâm Bùi ơi. Anh mạnh dạn đi khách sạn cái gì của em, gì cầm của em luôn hả? Trời ơi là trời. Nặng dữ luôn gì chứ. Không ai tin mà nó nặng nó luôn đâu luôn. Mai người ta hả mua từ từ người ta mua. Mai mua em, mai mua. Mai mua. Mai mua. Mày dốt tin thì nó mốt tao bán không được lại, tao lấy cây tao quýnh thiệt đó. Hai ngày nay tao để ý nó lại là tao. Ừ, hôm nay nó ngày mai mới mua. Ờ nhức đầu quá. Bởi lần giờ này có số lại đi bán giờ anh đâu giờ ám em. Lúc này điều đi sáng đi số. Nói gì? Tao đang ấy, tao nổi điên rồi đó nha. Đó, căng quá. Chồng gọi qua chửi luôn. Ảnh chớ vô ngủ mày đi. Ừ,
Thiệt nha, bữa giờ về là không ra tiền lúc đó không có chơi nha, chỉ có mò mò thôi trời. Anh nào ác đi trời anh ơi. Hồi đó anh buồn đó đi khách sạn. Anh gửi hình quá lẹ đi anh, có bằng chứng. Ê, mình nói anh ơi. Có ông Quốc ông nha má. Gì? Anh Lâm Bùi rõ vàng, ông Quốc ông cát nha. Ông ngồi đây nè. Anh Lâm Bùi trên đây, trời ơi là trời quá tài. Lâm Bùi chứ Quốc ông có vụ đó đâu má. Đây đây chỉnh luôn má. Họ ông Lâm Bùi chơi chứ không chứ. Ai đồ cầm quà đen, ông cầm đồ bùi phu Tuấn Nguyễn kìa gì chứ. Rồi. Đó qua lát cầm qua chơi mày. Cầm đi cho chức bán, cầm đi đi. Thôi lên mà chức sẽ bán ngay. Trời ơi. Con bán thứ. Ê quá mà. Mua chức vô. Ai ngày nay con bán trứng ơi. Bây giờ buồn quá, chán bất mãn. Bất mãn hả chị ơi? Nó có một đội nè, nó chặt cẩm luôn, có nhiều thứ đó. Bít đồ nó có. Như có lại đó mà em không có lấy. Đăng lại nè. Mấy gì lớn tuổi rồi con nó hạn chế lại vui vẻ mà chị Diêu Ngân ơi, nói chung là kiểu chị vui thôi à. Bọng cầm sức cũng không ngọt được. Đi cầm. Chút một lòng ông ra gửi cho gì mà cầm nè. Sen bảy chục. Hồ dứa. À quên. Hồ sấy 120. Đúng rồi. Nho 50 mại vô. Mít 104, long biển 106 của còn bán đây. Hai thằng đi chơi gái đem long về cho em. Nam mô A Di Đà Phật. Ê quá mấy gì ơi. Ê quá. Đó giờ là còn nhiêu trứng mít thảo gì chứ còn gì. Muối gì chân. Chậm. Bố đừng nói sợ nữa nha. Cầm ơi ướt gì. Giờ gì chứ cấm được người cũng không lấy không lấy, lấy bán nha. Ai nói gì nói chứ là tôi hứa với tôi là hứa với ông cầm là 64 triệu nha. Trời ơi là trời Tân Nguyễn ơi. Anh khỏe dữ vậy anh Tân Nguyễn. Anh Tân Nguyễn nói là anh nói là anh làm gì ai là ai nói gì nói chứ anh hứa với gì cầm lấy gì cầm về anh chơi 64 triệu. Mỗi người mỗi tứ chi mỗi chỗ một nơi á. Chị xin ăn gì nữa không? Chị đầu dọn hỏi xin ăn gì nữa không gà? Không con ơi. Ăn đi. Ăn mít đi. Bả hay ăn mít lắm. Bả ăn mít với nho đó. Ừ ăn đi. Bả ưa ăn lắm. Ừ ăn đi đúng rồi hay quá chứ ơi. Nè gì chứ. Cầm vô. Mít nè, với mít này gì ơi. Trời ơi. Lấy hết luôn nè chị ơi. Bả hay nho mít ăn nổi nè ăn dữ vậy. Bạn ơi quá mấy gì ơi. Cuối cùng tụi em nghỉ hết. Nghỉ với Lào đi chơi quá không chớt. Bà nội mẹ ăn gì vậy? Bà giải ăn tiền có chất quá. Bà gì đó, bà gì bà Ngọc của mày á. À má Ngọc quá hả? À, tao kêu tới lên rồi. Má Ngọc chắc hôm nay bận cái gì không có lên rồi. Chứ coi đó, chứ buôn bán đây còn có trăm trứng gì, lại trăm trứng gì muối à, bán đây lắm luôn. Sao biết đâu. Bán được mai bán tiếp, trời ơi, có gì đâu. Mày bị đủ má, mày cắn mắm quá. Ở đâu trứng đâu hư đâu, để ngày mai đâu hư đâu, cũng không để 5-6 ngàn chưa sao nữa. Không để 12 ngàn chưa sao nữa. Muốn gì chứ cái trứng này cho nó để 3 năm còn được nữa. Để hứng năm đi chứ. Được không? Chứ kênh cả nhà. Đó chào 199 người đang xem nha. Trời ơi, vợ cứ Nguyễn nói ghê quá gì trời. Vì chức Nam Mô A Di Đà dễ thương ghê đúng rồi. Trời vợ yêu nha. Anh nghe nè vợ yêu ơi. Má sơn điềm đạm từ một cái đi mà nè. Bác Thảo 40 ngàn một chục hả gì chứ. Đúng rồi 60, dịch muối 50. Đó. Thương vợ quá, đọc không thiếu một bình luận nào. Mọi người vỗ tay cho vợ nhé. Ok cảm ơn tôi nha. Anh đúng rồi. Quang hô. Mình đang tận sướng luôn nha mọi người. Từ trước tới giờ bỏ hết việc sai của bà cầm. Tính ngày người ta đưa phiếu từ thiện, đưa bà cầm thêm 5 phiếu mà bà cầm. Còn cái nữa chỉ nhiêu đó mà hiểu là hiểu rồi, cần gì những lỗi lầm 2 năm nay thì bao nhiêu thứ để nói. Trời ơi, anh dậu giúp livestream cho gì chứ, bán đồ gì được, gì chứ dẫn má Xuân và anh dậu đi ăn một bữa đi nha. Ồ, đó nghe chưa gì chứ. Gì chứ cũng ăn phó lệ. Trời ơi, lấy anh chức mà bán lồn này ngon nè. Điều lấy lồn này ngon nè. Cái miệng chức quá trời. Anh đây đi chơi đẩy về tới 2 ngày trời. Tao bánh trứng cưa bao giờ ấy. Thì chắc là cũng ăn phối lại. Gửi lại kìa bà trả lời cho
Mẹ cá kêu đừng mua trứng nha, trứng để lâu hư rồi đó, Nguyễn Trung Hiếu à. Dạ vô mặt ông nha, tôi đang bắn ới nha cha. Quỷ à. Tội nghiệp gì chứ có ba chiếc dầu cũng bị tướng Nguyễn mượn. Trời ơi là trời. 40. Ôi đừng nhắc nỗi đau. Ê chết, bây giờ thành Nguyễn nó là 40 ngàn lấy hết luôn kìa. Phải không? Rồi đi, coi lấy vốn lại đi chứ, nãy giờ vô rồi. Lấy vô cũng 220 rồi. Ôi không có lỗ nha, chạy ra con thấy là không có lỗ đâu. Con nói không có lỗ, bán hết lạc là không có giờ lỗ. Anh nói vậy coi, vô rồi. Chị cầm đi ra gặp anh buồn rồi. Đi ra hẹn hò với anh buồn rồi. Làm sao được gì chứ? Bao vậy anh? Đó, bao vậy anh? Khó lắm. Nói chung gì chứ ngẫu hứng là khích thì bao, còn không khích thì thôi. Đó bây giờ thầu hỏi là chức bao đó. Bao anh dậu hỏi gì xưng em nói vậy phải không? Ờ đúng rồi nha anh Lâm Bùi ơi, ăn luôn tiền gì chứ vừa trúng số nha. Hỏi gì chứ có còng số 8 đeo không bao đẹp. Đâu gì chứ. Ôi là trời. Bên này livestream vui thiệt, bên hơn chừng chán lắm. Rồi cảm ơn chị Hoàng Châu Nhật nha. Ê chức nói chuyện không chửi thề nha, tao kêu mấy bà u 60 lăn ông bà chỉa xử mày nha. Trời ơi qua đây đón thì thích thì chiều điều khi đến là đến nè. Ồ thấy chưa, nghe gì chưa, vợ cũ Tuấn Nguyễn ơi, nghe chưa, mày thấy Tuấn Nguyễn chưa, dứt nói mày thấy Tuấn Nguyễn sao chưa, dứt mấy gì cầm bệnh mà mấy gì cầm bệnh á nè, vì chức mắc bệnh táo bón nặng nên khó ăn của vị chức lắm. Mua đồ cho toàn giới dậu đi. Cảm ơn thành Phùng Minh nhiều nha. Cảm ơn thành Phùng Minh nha. Vợ yêu ơi, tối ngày cứ em xung quanh đông vui lạc lỏng hoài à. Em cứ nhắn tin Zalo riêng đi, mấy cái chuyện riêng tư mà. Trời ơi là trời, anh đang ngồi ở đây với trà bá với mặt em luôn nào mà em cứ mẹ khóc nha. Kỳ quá ha. Về thử bao mọi người đi ăn đi, đi về tự động hết trứng à. Đó, đi ăn về. Ăn hết đi. Chắc là cũng ăn phải lệ. Cũng ăn bột chiên. Quan phải lệ nha. 150 tao đặc biệt. 150 tao đặc biệt cái gì chất. Cũng quá, tao ăn cũng bánh tới 90. Chưa có bán này ăn. Đó, bán thô với bán mít tụi bay ăn đây. Trứng tao lợi nhiêu mà bắt bao. Có mấy trăm. Thôi thiệt, hai ngày mình nặng quá. Mời nghỉ xã hội thì mốt bán. Trời bán mà không thủy quá bán. Thì mai nghỉ mấy ngày nè, chị đào vỏ hỏi chứ có bao cái bao chị đào vỏ không kìa, ở đâu chị đào vỏ hỏi chứ có bao chị đào vỏ ăn bao lương bạn gì, chị qua đây liền vậy? Kêu chị qua đây liền, chị qua đây đó, dậu toàn lai vui lắm, còn hơn chừng mắc chửi bọng cầm của tôi đâu rồi, chị rồi đi theo trai rồi ra ngồi trước cam ngồi coi má ơi, có nào gì cầm đi qua bên Cứu Nguyễn không, mẹ thấy Cứu Nguyễn đi có hẹn với anh buồn rồi, con chào gì Sơn, anh đâu có muốn chào gì trước này, chào gì Sơn, chào anh nha, nay gì trước mặt bộ đồ này nhìn giống trái dưa hấu Long An quá. Đúng rồi, đẹp mà đẹp, ngày nào cũng niệm Phật. Hai đứa toàn nhà dậu cực khổ giúp bán trứng, một cô phở cũng không dám bao, đem tiền cho trai. Trời ơi. Tiền đâu cho trai, chồng cô nó khổ, cô còn chưa cho ăn. Chị giúp giúp em toàn dậu nghẹo gì giúp dễ thương lắm, rồi cảm ơn chị Thảo Võ nhiều nha. Trời ơi mọi người ơi, ai chưa like cho em hãy like cho em đi nha mọi người ơi. Hỏi mẹ chồng Xuân, con trai Út có vợ chưa chồng gà? Chưa nha. Trời ơi, tưởng sao muối nha vợ yêu ơi. Con gì Sơn là không chưa có ai có vợ nha cả nhà. Sáu mũi vô qua đây mà lựa luôn nha. Đó rồi. Ờ, lên bò xuống bụng luôn nha vợ yêu ơi. Dập lên bò xuống bụng luôn á nha, đừng có giỡn nha, tướng bự lắm á nha. Tạo mặt má đi vớt. Sao anh? Lại 170 còn cái tiền rồi vô. 170 nó nắm chục đó. Ừ. Trời ơi, bà điên quá. Chị thì vợ. Tướng Nguyễn xây đúng rồi. Nó có lấy không? Có. Lấy gì? Trứng. Trứng gì? Nãy anh nói là để là cái gì để anh chữa 50 trứng muối, vậy anh ghé qua anh lấy à. Ngại biết đâu, đâu biết anh thấy đâu có dám bình luận đâu, bây giờ thấy anh Hoàng Phạm á, Tuấn Nguyễn say lắm rồi, đúng rồi chị Thu Nguyễn ơi, nhậu cưới một mình đi, hai đứa cũng hợp nhau lắm. Cái đó hợp nha, cái đó hợp nha, còn thấy được nha mọi người. Ngủ đi, không có phòng ngủ đây đâu, uống bia nữa. Trời ơi, ta đang bắn ấy, ta mệt nha. Kêu chồng uống hộ đi. 28 nhớ qua lấy trứng ăn nha anh.
Trời ơi, thương không? Không nói cái đi, đỡ ghê đi. Toàn bị BB Hưng lé và phu phu xài bánh chanh rồi mọi người ơi. Dễ xài quá. Lắm. Quá trời luôn. Còn với khách giá nhiều dậu, 2 triệu cái nha. Đúng rồi, 2 triệu nha. Ai chịu là chơi 1 tháng luôn nha. Còn 100 chú muối, 100 bát thảo. Còn kéo 500 anh em qua luôn. 100 bát thảo. Đúng rồi nha, chị Hầu, chị Võ ơi. Bỏ anh phá nữa đâu, kéo 500 anh em qua tới nhà luôn đó. Mình nói giỡn nha. Trời ơi, kênh chuyển khoản qua đi. Chuyển khoản qua. Ai bảo? Không à. Là chạy ra làm 1 triệu mốt á. Hỏi anh rồi, anh thiệt không, anh chuyển chuyện mốt qua đi. Em đưa trứng cho anh liền luôn. Mày chuyển chuyện mốt qua đi, tao đưa trứng liền luôn. Xếp qua tại chỗ. Trăm trứng bác Thảo, trăm trứng muối. Bác Thảo là 100 trứng là 600 ngàn, 50 trứng muối là 500 ngàn là chuyện mốt. Rồi, vậy là ông giỡn nghe trước ơi. Trời ơi, bị bơm hàng luôn. Bị bơm hàng. Nó mua thiệt không? Nó giả nó mà mua gì, nó mua nó làm gì đó. Để mày em mà giả cùng quà chó. Đó. Ta đang bắn ế chích mẹ mày mạng yếu nha. Quỷ ma quỷ hoài. Là quảng cáo rồi chứ coi. Mệt quá không quảng cáo mà. Thôi về dẹp đi, không quảng cáo dẹp đi chứ. À, đi đại. Buôn bán đi đái hoài, buôn bán không có đi đái. Rồi. Đúng rồi nha anh Bảo Nguyễn ơi, toàn nói là đi toàn 1 tháng là toàn có giảm giá nha, khuyến mãi luôn nha, có hàng khuyến mãi luôn đó nha. 2 triệu. Nha, 2 triệu. Hàng ế hoài à. Cứ đi giá, đi giá. Bà không vậy nữa. Bà Sơn đẹp gái. Ui chứ con thấy hôi mùi dầu chứ thấy có không? Chứ còn trứng con dậu, dạ còn nha anh, còn 100 trứng mắc thảo, 100 trứng muối nha anh Quách Đăng Khoa ơi. Ủng hộ anh ơi. Nho 40k được không dậu? Trời ơi chị Quyền ơi, chị nghĩ sao mà nho 40k chị bán phá giá chết luôn á chị Quyền ơi. Cái lớn gì chứ cả. Bạn ơi nhà mày hỏi chính chi? Mày đặt 60 mình qua đây. Dậu mặt tao hả? Tao đang ngồi ăn nho với mít nè. Trời ơi nho mít là được nè, mở ra chứ. Mở ra chứ. Nó gài liền. Trời ơi là gài. Giờ thì chứ phải ăn với bà. Đúng không? Gì? Nông thanh long an mới ngon gì chứ ơi. Chứ trời cái mùi cày chứ có cũng cho gì cầm ăn nha cả nhà. Đó. Trời ơi, mệt quá, bực nhau là hai ba đứa tao ăn cũng chết rồi. Thôi đi, xé ra chỗ này nè. Ăn ngon lắm, ăn thử con đúng không? Chà, xé thử con này coi chà. Thôi. Được rồi, bà. Còn với ăn. Nào bây giờ nè, thử nó. Ôi, nói chuyện chồng nha cả nhà. Tài khoản qua. Em cầm đi đâu rồi chứ? Ủa ơi. Đó, hung hoài luôn. Chuyển tiền qua. Quậy quay. Chăm muối, chăm bát thảo. Chuyển mốt, chuyển qua chuyển mốt đi. Chuyển qua anh Dậu đi, anh Dậu ok là chốt đơn. Tống Nguyễn mới cho bà cầm 2 triệu đó gì chứ. Chào chị Xuân, rồi chào chị Uyên Chi nha. Vì chất tô màu trứng lạc thành trứng muối đen, lấy trứng muối tô thành màu trứng lạc đi gì chứ. Đó, chào chị Nguyên Chi nha chị ơi, chào 176 người đang xem nha. Vì chất tô màu trứng thành lạc, trời ơi, cái nữ bác sĩ quá trời. Bỏ bà chất anh qua nhà bả chịu không, chờ anh cứ qua đi. Lấy 60 trứng đi bà. Quỷ mang vậy đó. Bữa nay chưa ăn hết nha, còn trăm trứng cấp khảo, trăm trứng muối anh Thành Phục Minh. Chúc mừng ông nha. Còn lấy hung long bà chức đó gà kêu bả đập bàn bàn còn đi. Chưa ăn trời ơi, chưa ăn ok nha, cảm ơn Rút ông ủng hộ em nha. Toàn dậu bán hết chưa chưa nha anh ơi, còn trăm trứng bất thảo, trăm trứng muối nha của em, còn u như kỹ nha anh. Đồ của em bán là u như kỹ nha, còn y như cũ anh. Bạn yêu không, tôi nhường bọn cầm cho.